Dạ vâng dự báo tối và đêm nay ở Cần Thơ cũng như là các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long trời khá là dịu mát ạ à. Tại thành phố Cần Thơ thì nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần. Đến 22 giờ thì chỉ còn 27 độ C và thấp nhất sáng sớm mai ở ngưỡng là 25-26 độ C. Thời tiết khá là dễ chịu cho mọi người có thể xuống phố dạo bộ, tập thể dục để bắt đầu một ngày mới. Không chỉ Cần Thơ đâu mà khắp các tỉnh thành khác của Nam Bộ, thời tiết tối và đêm nay thì cũng tạnh ráo và thoáng mát, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng là 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai thì trời ít mây, nắng mạnh, kéo theo nhiệt độ sẽ tăng nhanh, cao hơn buổi đêm thì có nơi còn lên hính hơn cả chục độ. Nóng nhất phải kể đến là Châu Đốc, Cao Lãnh, Cần Thơ, Vĩnh Long, 35 độ C. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 33 đến 34 độ C. Tại thành phố biển Phú Quốc thì ngày mai trời cũng có nắng cả ngày, buổi trưa khá nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng là 33 độ C. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, dự báo đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nhiều, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây không quá cấp 4. Còn khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, ngày mai trời cũng có nắng, gió nhẹ, biển êm.